Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì mình muốn dùng video clip này để hướng dẫn cho những ai đang có nhu cầu xin CERB một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất mà không phải đi hỏi chỗ này chỗ kia, nhất là hỏi bạn bè. Bởi vì mình cũng đã từng giúp rất là nhiều người xin cái này nhưng mà mình cảm thấy cái này rất là dễ, các anh chị cũng có thể tự xin được và cái này phải làm lại hàng tháng. Nên là cái video clip này thì giúp cho mình giảm tải cái hỗ trợ của Ken. Cũng như là giúp cho các anh chị có thể tự một mình xin mà không phải nhờ đến ai một cách rất là dễ dàng mà không có cần nhiều, đó là mình xin qua điện thoại. Nó không có tốn nhiều thời gian, nó chỉ tốn một vài phút thôi và rất là dễ, nó chỉ có mấy câu hỏi rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi qua tất cả các bước từ đầu tiên cho đến cái lúc mà mình nhận tiền nó như thế nào nha. Thì nó chỉ một vài bước đơn giản thôi. Và điều đầu tiên mình phải làm đó là mình sẽ phải gọi vào số 1800 959 2019. Mình chỉ cần hai thứ thôi nha. Số SIN và năm SIN. Nghe tiếng Anh thì bấm số 1, mọi người bấm số 1. Sau đó mình sẽ bỏ 9 số SIN của mình vô. Khi mà mình bỏ số SIN của mình vô rồi thì mình chờ. If you are eligible for a payment, you will receive it by direct deposit. To confirm your identity, please enter your year of birth. Đó là bây giờ mình bỏ số năm SIN của mình vô sau cái số SIN. For which period are you applying? For March 15th to April 11th. Press 1. To repeat, press star. Confirm the following to receive your payment. You reside in Canada. Mình bấm số 1 để mình confirm là bắt đầu mình xin từ ngày tháng 3, ngày 15, cho tới tháng 4, ngày 11. You will not be receiving employment or self-employment income or provincial or federal benefits related to. Cái này nó đang nói để mình xác nhận lại những điều kiện. Để mình phải xác nhận lại những điều kiện mà mình có thể đủ để nhận được số tiền 2.000 một tháng. You earned a minimum of $5,000 in income within the last 12 months or in 2019 from employment or self-employment income or a federal or provincial maternity or paternity benefit. You must certify that this information is true and correct and acknowledge that making a false declaration is a criminal offense. If you certify that you meet all the requirements and understand that you must repay any payments to which you are not entitled, press 1. If not, sau đó bấm số 1 để mình xác nhận tất cả những điều trên là đúng. Đơn giản chỉ có như vậy. Đó, họ đã xác nhận được là trong 3 ngày thôi thì mình sẽ nhận được số tiền gửi trực tiếp vào nhà băng của mình. Như vậy, những bước rất là đơn giản. Điều đầu tiên đó là mình sẽ bấm vào số 1800 959 2019. Sau đó mình bấm số 1 để nghe tiếng Anh. Tiếp theo mình bấm số SIN của mình vô. Sau số SIN là mình bấm số năm SIN của mình vô. Sau số năm SIN mình xác nhận lại bằng cách bấm số 1. Và cuối cùng là mình bấm thêm số 1 nữa để mình xác nhận tất cả những điều kiện cần và đủ để mình nhận được cái số tiền 2.000. Sau đó trong vòng 2 ngày, trong vòng 3 ngày thì số tiền 2.000 sẽ vô trong nhà băng của mình. Có như vậy thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà các anh chị nhớ là nếu mà các anh chị vẫn tiếp tục ở nhà thì mình phải tiếp tục xin lại mỗi tháng các anh chị nhé. Và maximum chỉ được 4 lần thôi. Xin chào tất cả mọi người.